Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh và Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Giao thông Vận tải, rà soát và bổ sung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến đèo Mimosa trong quá trình triển khai đầu tư nâng cấp cải tạo. Ghi nhận trong ngày 24 tháng 3, hàng chục công nhân của Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải đang khẩn trương tiến hành thực hiện gia cố móng trụ phía ta luy âm của đèo Mimosa thuộc quốc lộ 20. Khu vực dưới cuối chân đèo, dài gần 3 km sẽ có 5 vị trí được nâng cấp mở rộng mặt đường. Tại những khúc cua nguy hiểm, độ dốc cao, mặt đường xuống cấp. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua lại trong quá trình nâng cấp sửa chữa đèo Mimosa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị bổ sung gờ giảm tốc, sơn đường, biển hạn chế tốc độ, hộ lan phù hợp với thực tế. Sau khi đèo Brent song song với đèo Mimosa đóng cửa để nâng cấp mở rộng thì phần lớn các phương tiện khi ra vào thành phố Đà Lạt được chuyển hướng lưu thông trên đèo Mimosa. Lượng phương tiện hỗn hợp tăng mạnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Liên quan đến vụ tai nạn ô tô rơi xuống cầu cạn đường tránh thành phố Bảo Lộc, khiến hai ông cháu tử vong vào ngày 23 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị nhanh chóng rà soát, đánh giá các hạng mục thi công chưa hoàn thiện của tuyến đường tránh quốc lộ 20 phía nam thành phố Bảo Lộc, nhất là các đoạn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các nội dung để báo cáo, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét giải quyết trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.